Sau đây em xin thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày đề tài trích ra từ luận văn bác sĩ nội trú của em có tên là vai trò của FDG18 PET-CT trong phân loại giai đoạn ung thư phổi không tế bào nhỏ theo phiên bản lần thứ 8. Nội dung bài trình bày của em thì gồm có 5 phần: đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận, kết luận. Như các thầy cô và anh chị đã biết thì ung thư phổi là một cái vấn đề không mới, tuy nhiên thì luôn được quan tâm hàng đầu do tính thường gặp cũng như là tiên lượng xấu của nó. Cụ thể trên toàn thế giới thì tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ tử vong thì luôn luôn đứng hàng đầu, còn ở Việt Nam thì đứng hàng thứ hai. Ở nam giới thì đứng sau ung thư gan, còn nữ thì đứng sau ung thư vú. Chính vì thế việc phân loại giai đoạn bệnh có vai trò hết sức quan trọng, giúp chỉ định phương pháp điều trị cũng như là tiên lượng bệnh nhân một cách thích hợp. Phân loại giai đoạn bệnh thì có thể dựa trên định hướng bằng các triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng. Trong đó PET-CT được cho là có vai trò nổi trội trong đánh giá giai đoạn TNM ở các cái bệnh nhân ung thư phổi, làm thay đổi chỉ định điều trị cũng như là tiên lượng bệnh. Cho đến nay thì đã có 8 lần thay đổi phiên bản phân loại giai đoạn ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tuy nhiên thì có rất ít các nghiên cứu đánh giá vai trò của PET-CT trên phân loại giai đoạn ung thư phổi theo cái phiên bản mới nhất này. Chính vì thế chúng em thực hiện đề tài với mục tiêu nghiên cứu là đánh giá vai trò của FDG18 PET-CT trong phân loại giai đoạn ung thư phổi không tế bào nhỏ theo phiên bản lần thứ 8. Hệ thống phân loại TNM lần đầu tiên được đề xuất bởi Dennewick và cộng sự năm 1940, sau đó liên tục được xem xét và hoàn thiện bởi UICC và AJCC. Đến năm 2009 thì phiên bản thứ 7 ra đời, bộc lộ nhiều hạn chế do cái hệ thống dữ liệu ban đầu thì không được thu thập, không phải để phục vụ cho mục đích phân loại giai đoạn ung thư phổi. Hơn nữa là cái dữ liệu thu thập từ những năm 90, do đó là cái phương tiện PET chưa có sẵn. Chính vì thế một cái bộ dữ liệu mới đã được thu thập, bổ sung thêm nhiều yếu tố và là tiền đề cho sự ra đời của phiên bản lần thứ 8 vào năm 2017 và trở thành tiêu chuẩn phân loại giai đoạn ung thư phổi cho đến ngày nay. Những cái thay đổi ở phiên bản 8 so với phiên bản 7 thì tập trung vào hai cái giai đoạn là giai đoạn T và giai đoạn M, còn giai đoạn N thì hoàn toàn không thay đổi giữa hai phiên bản. Một số cái thay đổi đáng kể có thể kể đến giữa hai phiên bản đó là về kích thước của tổn thương nguyên phát, ví dụ như những khối u mà kích thước trên 7 cm thì đều được phân loại là giai đoạn T4 thay vì giai đoạn T3 như ở phiên bản 7, hay cái tình trạng xâm lấn phế quản gốc thì đều được phân loại là giai đoạn T2 bất kể khoảng cách đến carina là bao nhiêu, thay vì giai đoạn T3 như ở phiên bản số 7. Còn ở phiên bản đối với giai đoạn di căn xa thì ở phiên bản 8 việc di căn ở ngoài lồng ngực đau ổ thì được phân loại là giai đoạn M1C. PET-CT thì dựa trên cái hình ảnh tăng chuyển hóa của tế bào ác tính, chính vì nó cung cấp không những hình ảnh giải phẫu mà còn chức năng chuyển hóa của tế bào và là một cái phương tiện ưu việt trong việc định hướng tổn thương lành tính, ác tính, phân loại giai đoạn bệnh cũng như là lập kế hoạch điều trị và theo dõi đáp ứng sau điều trị. Đối tượng nghiên cứu của chúng em gồm có 50 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ điều trị nội trú tại trung tâm nội hô hấp bệnh viện quân y 103 từ tháng 2 2019 đến tháng 12 năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn tiên cứu, chọn mẫu thuận tiện, phân tích dữ liệu chúng em sử dụng phần mềm SPSS 20.0. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu của chúng em gồm bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư phổi không tế bào nhỏ, có bằng chứng mô bệnh học và hóa mô miễn dịch, có kết quả chụp X quang ngực, các lớp vi tính lồng ngực bướm thông cảm quang, siêu âm hạch cổ bụng, có kết quả nội soi phế quản, MRI sọ não, xạ hình xương và FDG18 PET-CT. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu, tiêu chuẩn loại trừ có phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, có tăng glucose máu mãn tính, mắc nhiều hơn một bệnh ung thư hiện tại, đã điều trị bệnh ung thư khác trước đó, không đồng ý tham gia nghiên cứu. Đầu tiên có 80 bệnh nhân với lâm sàng với X quang nghi ngờ ung thư phổi đến với chúng em thì được thực hiện các cái phương pháp xét nghiệm siêu âm hạch cổ ổ bụng, nội soi phế quản ống mềm, các lớp vi tính lồng ngực bơm thuốc, sau đó thực hiện các kỹ thuật sinh thiết, chẩn đoán mô bệnh học, hóa mô miễn dịch. Chúng em thu được 50 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Sau đó bệnh nhân được chụp MRI sọ não, xạ hình xương, chụp PET-CT, phân loại giai đoạn bệnh theo phiên bản 8 trước và sau khi chụp PET-CT so sánh thì chúng em đạt được mục tiêu nghiên cứu. Sau khi thu thập và xử lý số liệu thì chúng em thu được một số kết quả như sau: lứa tuổi thường gặp là thuộc nhóm từ 60 đến 69 tuổi, độ tuổi trung bình là 64,7 cộng trừ 10,8. Kết quả này thì hoàn toàn tương đồng với lại các cái nghiên cứu trong và ngoài nước khác. Như vậy thì cái bệnh ung thư phổi thường gặp ở những người cao tuổi. Nam giới thì chiếm 76% và tỷ lệ nam chia nữ là 3.2. Kết quả này cũng khá tương đồng với lại các cái nghiên cứu khác. Tuy nhiên thì một số các nghiên cứu như của Nguyễn Thị Phương Trung tỷ lệ nam chia nữ là 0,78. Do nghiên cứu này thì nghiên cứu trên đối tượng bệnh nhân có đột biến EGFR dương tính, do đó là nữ giới chiếm ưu thế hơn.
Về yếu tố nguy cơ thì hút thuốc lá thì luôn được cho là cái yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra ung thư phổi, thì trong nghiên cứu của chúng em kết quả cũng thể hiện điều đó với 62% bệnh nhân hút thuốc lá. Tuy nhiên thì một điểm hạn chế là trong nghiên cứu của chúng em chỉ khai thác được bệnh nhân hút thuốc lá chủ động, còn những bệnh nhân hút thuốc lá thụ động thì chúng em chưa khai thác được, cũng là một cái yếu tố nguy cơ quan trọng và đang được quan tâm. Gia đình bị ung thư phổi cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng. Càng nhiều người trong gia đình bị ung thư phổi và lứa tuổi mắc ung thư phổi càng trẻ thì cái nguy cơ mắc ung thư phổi càng cao. Hiện nay thì nhiều tài liệu cho rằng sơ phổi do bất kỳ một cái nguyên nhân nào và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng là một cái nguyên nhân quan trọng, là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và trong nghiên cứu của chúng em thì lần lượt là có tỷ lệ là 4%, 96% bệnh nhân đến 96% bệnh nhân là đến khám bệnh khi mà đã có các triệu chứng hô hấp, chứng tỏ là bệnh nhân đến khám khi mà đã ở giai đoạn muộn và khối u đã phát triển đến một giai đoạn nhất định và gây triệu chứng lâm sàng. Sau khi chụp PET-CT thì chúng em thu được kết quả là khối u thì phần lớn là tập trung ở tùy trên bên trái và tùy dưới bên phải với tỷ lệ lần lượt là 36% và 22%. Kích thước thì tập trung chủ yếu vào hai nhóm là từ 3 đến 5 cm và từ 5 đến 7 cm, chiếm 32%. Kích thước trung bình là 5,1 cộng trừ 2,2 cm. Kết quả này thì cũng khá tương đồng với lại cái kích thước chúng em đo được ở trên các lớp vi tính. Tuy nhiên thì vẫn có một số sự chênh lệch, có thể là do cái kỹ thuật đo khác nhau ở trên những cái lát cắt khác nhau giữa các cái khoa cận lâm sàng. Hạch vùng sau khi chụp PET-CT thì chúng em phát hiện được chủ yếu là hạch thuộc nhóm hạch N2, hạch trung với hạch trung thất cùng bên thì chiếm 74%, hạch trước và dưới canthera lần lượt chiếm 52%, 40%. Có 58% trường hợp đã có di căn ít nhất một vị trí, trong đó di căn trong lồng ngực chiếm 40% và di căn ngoài lồng ngực là chiếm 50%, trong đó di căn xương là chiếm nhiều nhất với 30%. PET-CT thì được cho là có cái độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn xạ hình xương trong việc phát hiện di căn xương do cơ chế phát hiện tổn thương của PET-CT. Về mối tương quan giữa giá trị SUV max và kích thước tổn thương thì chúng em thấy rằng có mối tương quan thuận có ý nghĩa giữa SUV max và kích thước tổn thương. Kích thước của tổn thương càng lớn thì giá trị SUV max càng cao. Ngoài ra thì một số tài liệu và nghiên cứu còn chỉ ra rằng SUV max có giá trị tiên lượng cái đáp ứng điều trị cũng như tiên lượng bệnh. SUV max càng cao của khối u nguyên phát càng cao thì cái thời gian sống và cái đáp ứng điều trị của bệnh nhân càng kém. Đánh giá so sánh từng phân nhóm giai đoạn TNM trước và sau khi cho PET-CT thì chúng em thấy rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở giai đoạn T trước, các cái phân nhóm của giai đoạn T trước và sau khi chụp PET-CT. Điều này thì cho thấy rằng chụp các lớp vi tính lồng ngực có bơm thuốc vẫn là một cái phương pháp hữu hiệu trong việc đánh giá đặc điểm của khối u. Đối với giai đoạn N thì PET-CT cho thấy rõ được tính ưu việt của nó khi thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê sau trước và sau khi chụp PET-CT. Tuy nhiên thì trên PET-CT thì vẫn có những trường hợp, rất nhiều trường hợp âm tính giả và dương tính giả. Chính vì thế NCCN thì khuyến cáo là nên xác định mô bệnh học của hạch trước khi mà thực hiện các cái biện pháp phẫu thuật. Đối với giai đoạn M thì cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa trước và sau khi chụp PET-CT. Điều này thì cũng chứng tỏ rằng nếu mà thực hiện đầy đủ các cái biện pháp chẩn đoán khác trước khi PET-CT thì cũng là một cái phương pháp rất là hữu hiệu trong chẩn đoán giai đoạn di căn xa. Do cái sự thay đổi từng cái phân nhóm TNM trước và sau chụp PET-CT thì dẫn đến cái thay đổi giai đoạn bệnh. Cụ thể là trước khi chụp PET-CT thì có tới 36% bệnh nhân ở giai đoạn sớm, nhưng sau khi chụp PET-CT thì chỉ còn 4% bệnh nhân ở giai đoạn sớm. Tổng kết lại thì sau khi chụp PET-CT chúng em thấy ở phân nhóm T thì có 38% tăng bậc và có 4% giảm bậc. 4% giảm bậc giai đoạn T này thì có thể là do khi mà trên PET-CT do đặc điểm bắt xạ của thường 4% này gặp ở những cái bệnh nhân mà khối u lớn sát rốn phổi gây xẻ phổi, thì khi mà trên PET-CT thì do cái đặc điểm bắt thuốc của bắt xạ của cái phần phổi xẹp nhỏ hơn cái khối u
nhưng mà lớn hơn phần phổi thường, nhỏ hơn khối u nhưng lớn hơn phần phổi thường. Chính vì thế là cái ranh giới của nó chính xác hơn. Còn giai đoạn N thì một lần nữa khẳng định cái vai trò vượt trội của PET CT. Giai đoạn M thì có 26% tăng bậc và 7% giảm bậc sau khi chụp PET CT. 7% giảm bậc này là do những cái trường hợp mà hạch di căn xa trên siêu âm trên PET CT thì được chẩn đoán là hạch viêm. Còn giai đoạn bệnh thì có 48% tăng bậc và 10% giảm bậc, dẫn đến thay đổi cái chiến lược điều trị giúp cho 32% bệnh nhân tránh được cái phẫu thuật không cần thiết, và 2% bệnh nhân thì có thể còn cái chỉ định phẫu thuật. Kết luận lại thì sau khi thực hiện nghiên cứu thì chúng em kết luận là PET CT có cho kết quả vượt trội trong phát hiện di căn xa và đánh giá phát hiện hạch vùng. Có mối tương quan tỉ lệ thuận giữa kích thước tổn thương và giá trị SUV max, có sự thay đổi rõ rệt giai đoạn TNM trước và sau khi chụp PET CT, dẫn đến thay đổi cái chiến lược điều trị. Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp chú ý nghe.